nó là kích thước 16 x 23. Thì mình phải tốt nhất là mình gửi mẫu đến hoặc là mình phải nói rõ ràng kích thước cho người ta nhé. Cái này thì trừ 16 x 23 nhé, thì mình trừ đi mỗi bên vào một phân bầu dục của nó anh em ạ. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo đối với cái combo toàn giải thì bên mình có bán một vế, có nghĩa là bên mình có bán một cái bát cái ở dưới này và một cái bát bầu dục ở trên để anh em mình làm công việc đi hát đám chỉ cần một cái. Đây là cái dưới này là cái bát là 30 anh em nhé, của IMF. Con này là được giới thiệu nhiều anh em này, nhiều cả các clip này. Đó. Một trong dòng là xương xanh côn của nó là côn 51 và từ vi lâm châm của nó lớn nhất là 120 ở đây. Đây là cái bát cái ở dưới và cái bát trên cũng là một cái dòng toàn giải, được rất nhiều anh em mình ghép anh em nhé, với kích thước là 16 x 23. Và đây là một con dòng bãi tháo xe, thì đương nhiên anh em mình mua thì có thể nó là cái này hoặc có thể là cái khác, nhưng nó sẽ xem như nhau cả thôi về kích thước cũng như về độ đẹp và độ tốt của gân, thì đảm bảo anh em là gân còn tốt anh em nhé, gân còn tốt. Với cái combo này thì mình có công bố giá luôn để các bác nào có thể dựng mà vào việc được liên hệ bên mình này, không phải các bác không phải điện hỏi nữa này. Đối với một cái cả bát 30 và cả bát 16 x 23, bên mình đang bán ra là 1,2 triệu và bao ship luôn đến tận nhà quý vị và các bạn, để anh em đến nhà quý vị và các bạn thì mình bỏ ra mình xem, nếu đúng hàng thì các bác trả tiền đó, như thế. Còn đối với cái dòng này thì nhiều anh em dựng một thùng thì anh em phải liên hệ với các xưởng, vì bên mình là không phải là xưởng vỏ nên không có, nên các bác có thể tự đóng hoặc là gần nhà có xưởng mộc thì liên hệ, hoặc là anh em mình liên hệ với xưởng đóng thùng. Thì khi liên hệ đóng thùng thì anh em phải lưu ý một số điều, như là kích thước của cái bát này thì nó là rẻ rồi này, nó 30 thì anh em mình có thể là trừ đi khoảng mỗi bên vào phân rưỡi, bát 30 thì bao giờ cũng là 31 thì anh em trừ đi là một phân rưỡi thì là một bên thì là 3 phân, thì mình chỉ cắt khoảng 28 là vừa. Nhưng đối với bầu dục như này anh em, đối với bầu dục thì anh em mình phải lưu ý nhá, cái này thì mình phải có mẫu ở đó thì biết khoét nó mới chuẩn được này, đôi khi không đúng này. Cái này anh em mình lưu ý cái điều của bầu dục này nhá. Nó là kích thước 16 x 23. Thì mình phải tốt nhất là mình gửi mẫu đến hoặc là mình phải nói rõ ràng kích thước cho người ta nhé. Cái này thì trừ 16 x 23 nhé, thì mình trừ đi mỗi bên vào một phân bầu dục của nó anh em ạ. Có nghĩa là mình khoét bầu dục mà trừ đi một phân thôi, không còn trừ nhiều. Đó. Thì 16 thì còn 14, 23 còn 21 để khi mình khoét bầu dục. Cũng xin phép dừng ở đây để được tư vấn về sản phẩm, cũng như anh em có muốn sở hữu cái một chiếc này thì liên hệ bên mình và chào anh em nhé.